thầy đó cưới luôn cho thằng à sao. Anh tính cái cho rồi cái tôi với anh đây mằng xui. Ông xui cũng đang nói với bà xui, dâu giới để hiền mới xinh quá chị xui ơi. Chứ ngày hôm nay chuyện sắp nhỏ nó xong rồi, nếu tiện cái tôi mình tính luôn chuyện kỳ với tôi. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau để trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng ngời. Cho nhau môi mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ok. Bên gái ai nấy cũng cười thật tươi. Ngày xuân hoa lá khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền lên. Mong cô bà cùng như toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta sẽ sơ thuốc rơi nước rơi trà, sẽ cùng hướng mắt từ tiến lên trong căn nhà hạnh phúc của con dâu Phượng Hồng trong buổi sáng ngày hôm nay, để cùng với những người làm chương trình chúng tôi truyền tải đài truyền hình trực tiếp. Tôi đây là Vu Quy cùng như câu chuyện trăm năm của chú Lê Phượng. Có lời quý vị các bạn sẽ hướng mắt về phía bên trong căn nhà hạnh phúc, để chúng ta sẽ được chứng kiến đại lễ Vu Quy của cô dâu Phượng Hồng và chú Lê quay lại. Nước đây con này, lấy nước này. Thế thì chúng tôi xin được gửi lời chào tới tất cả các ông của bà. Phải đoàn cấp cao nhất của đại gia đình nhà trai tới từ gia đình nhà ông Lê Phú Vịnh và bà Trần Thị Phượng, đội 11 xã Đông Hòa, Đông Sơn, Thanh Hóa. Cũng như xin được gửi lời chào tới tất cả các ông của bà phái đoàn cấp cao nhất tới từ đại gia đình nhà trai, nhà gái ông Nguyễn Đăng Nên và bà Lê Thị Tơn, đội 9 xã Đông Hòa, Đông Sơn, Thanh Hóa. Hôm nay trở về đây với căn nhà hạnh phúc của cô dâu Phượng Hồng, tất cả quý vị và các bạn cũng như các phái đoàn cấp cao nhất sẽ được nói về câu chuyện trăm năm của chú rể Quang Đại và cô dâu Phượng Hồng, và về với ông trường cưới tại cung thương gia căn nhà hạnh phúc của cô dâu Phượng Hồng trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta đại lễ vương quy của cô dâu Phượng Hồng và chú rể Quang Đại sẽ được diễn ra. Chúng ta sẽ trở về với thủ tục đầu tiên, đó chính là thủ tục vấn danh. Và ngay bây giờ đây thì những người làm chương trình chúng tôi xin được trân trọng kính mời một các đại diện của gia đình nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu giới thiệu về thành phần tham dự trong đại lễ vương quy tại hôn trường cưới của gia đình. Các cụ hai họ, kính thưa các anh các chị, bà con cô dì chú bác, bầu bạn gần xa, tôi là Lê Phú Anh thay mặt cho gia đình nhà chú Đại. Hôm nay qua cái cuộc dự của ngày hôm nay thì giới thiệu về gia đình trai là hôm nay là bác chú o gì là có mặt đủ để đón cháu dâu về làm dâu gia đình nhà chúng tôi. Xin thay mặt gia đình xin cảm ơn. Dạ vâng. Và cho phép những người làm chương trình chúng tôi xin tiếp tục nhắc lại lời của gia đình nhà trai. Hôm nay về với đại gia đình nhà gái, thay mặt với phái đoàn cấp cao nhất của đại gia đình nhà trai gồm có người mẹ tân sinh tân sự Quang Đại, cũng như có các bác, các cô, các dì, và nhất là có tất cả các bạn trẻ thanh niên nam nữ tăng cách gần xa, bạn bè của chú rể Quang Đại đã có mặt trong hôn trường cưới tại cung tư gia. Chương trình chúng tôi xin phép được trân trọng kính mời một bác đại diện của gia đình nhà gái sẽ có đưa lời phát biểu về thành phần tham dự đại lễ vô quy cho chú rể Quang Đại và cô dâu Phượng Hồng trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bác. Okay.
ông nói đi cho báo cáo với hai họ, tức là gia đình họ trai có ý kiến và cũng cũng như là gia đình họ trai là có cái báo cáo kiến để tấn công bên nhà họ gái, thì tôi xin báo cáo một phần của gia đình họ gái như này, tức là ông nội của cháu, rồi ông cậu cháu, mẹ của cháu, rồi đến bà chín của cháu, rồi anh của cháu, con bác ấy. Đây đây tôi ông chú đại diện của gia đình cao tuổi đó, đại diện của trai và chú là giờ chắc cũng đã đến nơi, vậy thì là để trò chuyện về câu chuyện trăm năm của chú rể Quang Đại và cô dâu Phượng Hồng trong buổi sáng ngày hôm nay, về phía đại diện của gia đình nhà gái có các cụ cấp cao nhất, đó chính là ông nội, ông ngoại của cô, ông nội và ông cậu của cô dâu, và bên cạnh đó là có ông chú và tím của cô dâu. Song song với ông chú và tím sẽ là mẹ thân sinh ra cô dâu, cũng như các bác anh các chị cùng toàn thể các bạn trẻ thanh niên nam nữ đã có mặt tại hội trường cưới tại cung tư gia Căn Hạnh Phúc của cô dâu Phượng Hồng trong buổi sáng ngày hôm nay, để cùng chúc phúc cho cô dâu Phượng Hồng và chú rể Quang Đại trong đại lễ vu quy. Và xin quý vị các bạn có mặt trong hội trường cưới để dành một tràng pháo vỗ tay thật lớn và đồng nhiệt để chúc phúc cho đại lễ vu quy. Xin được hôm nay đây trở về với hội trường cưới tại cung tư gia Căn Hạnh Phúc của cô dâu Phượng Hồng, song song với đại gia đình nhà trai. Về với đại lễ vu quy sẽ là gia đình nhà trai chúng tôi có một cơ trầu duy nhất trong đại lễ ngày vu quy ngày hôm nay, đó chính là cơ trầu xin dâu. Và xin được trân trọng kính mời một bác đại diện của gia đình nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu về cơ trầu xin dâu này. Xin được trân trọng kính mời bác. Hôm nay gia đình chúng tôi có xin có chọc trầu đến thưa gia đình ông bà nhà ông Nên cùng gia tộc cho bà Luận nhà ông Vĩnh có chọc trầu xin đón con về làm dâu trong gia tộc. Xin hết lời gửi kiến chọc trầu nhờ bà Luận mời trao cho. Dạ vâng, và xin mời một bác đại diện của gia đình nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu về phần nhận cơ trầu xin dâu của đại gia đình nhà trai. Xin kính mời bác. Xin lỗi này gia đình nhỏ cái, tức là chấp nhận cái trục trầu để gia đình nhỏ trai đón dâu. Việc này giao cho hai mẹ, tức là mẹ của cháu Hồng và mang trục trầu giao cho thế là nhà họ trai, tức là giao con và giao nhiệm vụ của người con và của gia đình. Và cảm ơn bài bên gia đình. Và ngay bây giờ xin mời người mẹ thân sinh ra chú rể Quang Đại sẽ trao cơ trầu cho người mẹ thân sinh ra cô dâu Phượng Hồng. Và xin mời dành một tràng pháo vỗ tay thật lớn chúc mừng thành công tốt đẹp của cơ trầu xin dâu này. Trở về với căn nhà hạnh phúc của cô dâu Phượng Hồng trong buổi sáng ngày hôm nay tại đại lễ vu quy để ra mắt quan viên đây ạ. Thì chúng ta sẽ cùng tổ chức đại lễ vu quy cho cô dâu Phượng Hồng và chú rể Quang Đại. Xin mời. Tổ của chúng ta trong cung tư gia Căn Hạnh Phúc cũng như hôn trường cưới của đại gia đình nhà trai, người con gái của mình bước chân về làm dâu làm con trong đại tộc của gia đình nhà trai, thì những bậc làm cha làm mẹ và những
những bậc làm cha làm mẹ sẽ có những lời khuyên dân các con, cũng như là những người làm cha làm mẹ sẽ có những món quà trao cho hai con trong ngày cưới. Thay cho lời chúc phúc tốt đẹp nhất dành cho hai con, cũng như đây là những hành trang để cho các con bước tiếp trong cuộc đời. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển bao la không bằng đầy tình mẹ, mây trời lồng lồng không phú kín công cha, tần tạo sớm ôm mẹ nuôi con lớn, mang cả gánh thân gầy cha che chở đời con. Và trước khi mà cô dâu phượng hoàng của chúng ta bước chân lên xe hoa để trở về với đại tộc của gia đình nhà trai, thì những người làm chương trình chúng tôi xin được trân trọng kính mời phượng hoàng và chú rể quang đài sẽ đứng dậy để nhận món quà từ người mẹ tân sinh ra cô dâu phượng hoàng, cùng đồng nghĩa là người mẹ vợ của chú rể quang đài. Xin được trân trọng kính mời bác và xin mời những nhà quay phim và những nhà nhiếp ảnh gia, chúng ta sẽ ghi lại những tấm hình đặc sắc và ý nghĩa này. Món quà mà những người là cha là mẹ, những bậc sinh thành và nuôi dưỡng đã dành dụng bấy lâu nay, trước khi người con của mình bước chân về với quê chồng, thì những người là cha là mẹ sẽ có những phần quà cũng như là những món quà hành trang bước tiếp trên cuộc đời của các con. Hy vọng rằng hai con sẽ mãi mãi bên nhau. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và xin mời bác sẽ ôm người con gái của mình vào lòng để chứng tỏ tình cảm của người mẹ. Xin được cảm ơn tình cảm này và xin quý vị đã dành một tràng pháo vỗ tay thật lớn và đặc biệt để cảm ơn tới tấm lòng của người mẹ để dành cho hai con và cho phép từ người làm chương trình chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, và như vậy là quý vị và các bạn vừa được chứng kiến đại lễ vu quy của cô dâu phượng hoàng và chú rể quang đài tại gia đình nhà gái ông Nguyễn Đăng Lên và bà Lê Thị Sơn. Và ngay bây giờ đây thì những người làm chương trình chúng tôi xin được trân trọng kính mời các ông của bà đại diện phía đoàn các cầu nhất của đại gia đình nhà trai cũng như đại gia đình nhà gái và các bạn trẻ thanh niên nam nữ, chúng ta sẽ trở về với hôn trường cưới trong phút tư giãn. Theo anh về phố chợ thanh thang,
trên con đường nắng đổ chan chan, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới, dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ. Nay họ đang cùng hân hoan, lời ca tiếng hát rộn ràng. Và ngày hôm nay quý vị và các bạn đã trở về với hôn trường cưới trong đại tộc của gia đình nhà cha chúng tôi. Thì những người làm chương trình chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục xơi thuốc, xơi nước và xơi trà để cùng ngước mắt về với sân khấu tình người tình người trong cung tư gia căn nhà hạnh phúc trong hôn trường cưới của chú rể quang đại trong buổi sáng ngày hôm nay. Thường có câu trên trời mà có sông ngân thì ở dưới hạ dưới sẽ có đàn bà lấy đàn ông, mà trên trời có đám mây hồng thì ở dưới hạ dưới cũng sẽ có đàn ông lấy đàn bà. Mà chú rể quang đại của chúng ta với lại cô dâu phượng hồng của chúng ta đã trải qua một chặng đường của tình yêu đôi lửa, và ngày hôm nay đây, tân cô dâu và tân chú rể được sự đồng ý của chính quyền địa phương hai bên gia đình, cũng như là được sự đồng tình của cô dâu và chú rể, họ đã đến với nhau và họ sẽ cùng với nhau tổ chức đại lễ thành hôn. Chúc phúc cho chú rể quang đại và cô dâu phượng hồng, được tỏ lòng cảm ơn tới tất cả các cô ông cô bà tới từ phía phái đoàn nhà trai, cũng như được gửi lời cảm ơn tới tất cả các cô ông cô bà tới từ phía phái đoàn của gia đình nhà gái. Và sẽ đứng dậy để ra mắt hôn trường cưới để cho lời cảm ơn. Xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể, và xin hôn trường cưới hãy dành cho một tràng pháo vừa tay tân lớn và đồng nghiệp để chúc phúc cho chú rể và chúc phúc cho cô dâu. Xin cảm ơn nhà chồng báo một tay của quý vị các bạn, cũng như xin cảm ơn nhà công. Và xin mời chú rể quang đại và cô dâu phượng hồng sẽ trở về với vị trí trang trọng mạnh nhất của mình trong hôn lễ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, dài của tình yêu, và ngày hôm nay họ đã đến với đỉnh điểm cao nhất. Và trước khi mà họ đến với nhau thì họ đã trải qua bao nhiêu sóng gió và thăng trầm của cuộc đời, cũng như là trên cuộc sống. Và sau khi gặp nhau trên bước đường đời, trên quãng đường cuộc đời của mình, thì chú rể quang đại và cô dâu phượng hồng của chúng ta, đôi bạn trẻ họ đã yêu nhau từ đấy, họ đã yêu nhau có bốn mùa sương gió, họ đã yêu nhau có bốn mùa con nước đầy vơi. Và cho đến ngày hôm nay đây thì khi trăng tròn mà hương thơm thoang thoảng, anh cùng em sẽ kết tóc xe tơ, niềm vui đã trọn bao giờ, trăm năm vẫn được xe tơ vẹn tình. Vâng, và với những tình cảm tốt đẹp đó, với những ý nghĩa quan trọng nhất của câu chuyện tình yêu, và ngày hôm nay về với hôn trường cưới của đại gia đình nhà cha chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay, cho phép những người làm chương trình chúng tôi xin phép được thay mặt cho chính quyền địa phương, xin phép được thay mặt cho đại gia đình nhà trai và đại gia đình nhà gái, xin được công bố đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ, đó chính là chú rể quang đại sánh duyên cùng với cô dâu phượng hồng. Xin phép được bắt đầu, và xin mời các bạn hãy dành một tràng pháo vỗ tay thật lớn các đồng nghiệp để chúc phúc chú rể và cô dâu. Chẳng mấy khi khách đến trại nhà, hát lời rót xuống chén trà mời say. Yêu nhau từ thời đằng xa, còn mắt đất lại bằng ba đứng gần. Thank you.
Quang Đại và cô dâu Phượng Hồng vừa gửi tới quý vị và các bạn, các gồm của bà phái đoàn cấp cao nhất của đại gia đình nhà trai và đại gia đình nhà gái có mặt trong ngôi trường cưới tại công tư gia căn nhà hạnh phúc của chú rể Quang Đại trong buổi. Xin được trân trọng kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ ăn miếng trèo cây này vào cho thêm hồng đôi má và cho thêm đỏ đôi môi. Để xin được trân trọng kính mời chú rể Quang Đại và cô dâu Phượng Hồng sẽ bước ra với ngôi trường cưới, ra trường vừa trang trọng và nhất của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời cô dâu và quý vị và các bạn, chúng ta sẽ chuyển hướng mắt về với sân khấu tình đời tình người để được làm quen với tiếng hát của một nam ca sĩ. Anh là một người bạn của Tân chú rể. Xin mời quý vị các bạn sẽ được làm quen tiếng hát của nam ca sĩ Văn Tuân. Xin mời Văn Tuân sẽ trở về sân khấu để gửi tới chú rể và cô dâu những lời ca tiếng hát. Đây là lời chúc phúc tốt đẹp nhất dành chọn cho chú rể và cô dâu trong đại lễ thành hôn này. Em với ngày vui cưới của hai bạn này, mình xin chúc hai bạn trong năm hạnh phúc và xin gửi chúc tới hôn trường một lời chúc sức khỏe và một lời chào thân thương nhất. Đám cưới vừa trên đường quê, cô dâu đôi má hồng quê nhà chồng, tung bay sắc thắm rơi đầy đường, để tôi trai gái vui trong lòng. Tiếng tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân, bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Mãi bên dàn trầu, mãi sau đôi lửa chung nhịp cầu. Qua biển sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương em đôi vợ chồng. Theo anh về phố chờ thăm hoa, phố miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, trong chú rể thật là nhiệt, trao bông tay nhận quý cây trên vàng, bên sau xinh tặng bên họ hàng. Xin mời quý vị và các bạn có mặt trong khuôn thôn trường cưới để dành cho Văn Tuân một tràng pháo vỗ tay thật nồng nhiệt để cảm ơn tiếng hát của nam ca sĩ Văn Tuân. Xin cảm ơn những tràng pháo vỗ tay của quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và kể từ đầu chương trình tới giờ thì đại gia đình nhà cha chúng tôi đã bày những chiếc bàn tiệc thật long trọng để tiếp đón các cụ các mẹ tới từ đại tộc của gia đình nhà gái, cũng như tiếp đón các cụ các mẹ tới từ đại tộc của gia đình nhà trai. Và phía bên ngoài hôn trường cưới thì cũng bày những chiếc bàn tiệc thật long trọng để tiếp đón tất cả các bạn trẻ thanh niên nam nữ thân cách gần xa là bạn bè của Tân cô dâu và Tân chú rể đã trở về với hôn trường cưới. Chúc phúc cho chú rể và chúc phúc cho cô dâu. Và ngay bây giờ đây thì những người làm chương trình chúng tôi xin được chân thành kính mời các cô của bà cũng như toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục xơi thuốc xơi nước và xơi trà để tiếp tục hướng mắt về với sân khấu tình đời tình người của gia đình nhà trai chúng tôi để chứng kiến giây phút quan trọng nhất, giây phút có một không hai sẽ được diễn ra tại hôn trường cưới của đại tộc gia đình nhà trai. Và trước